Và thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên lại một lần nữa giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt thân thương mà quý vị đã thấy vài lần trên chương trình Kỳ Duyên House. Xin quý vị chào đón anh Kevin. Hi Hi Thuyền, how are Kevin. you? Thưa quý vị, hôm nay nếu mà quý vị đã theo dõi chương trình Kỳ Duyên House từ trước nay thì quý vị biết Kevin là người sáng chế ra cái Herb Grow Shampoo. Đây là một cái shampoo hoàn toàn bằng dược thảo để giúp cho quý vị đỡ bị rụng tóc. Chúng tôi không dám nói là sẽ giúp cho quý vị mọc tóc lại. Mặc dù có rất nhiều những người khách hàng của chúng tôi đã nói như vậy, nhưng mà thôi, mình ở trên show thì mình nói cái gì cho nó đúng luật và vừa phải thì nói đây sẽ giúp cho quý vị bớt rụng tóc. Thưa quý vị, hôm nay Kỳ Duyên mang Kevin lên đây là tại vì chúng tôi đã có cái formula mới, đã chỉnh lại, không phải chỉnh lại mà sửa lại cái formula cho tốt hơn. Vì vậy Kỳ Duyên muốn Kevin giới thiệu đến quý vị cái formula mới. Kevin, I noticed that today we have a new formula for herb growth. I noticed the shampoo is a lot lighter color. Can you tell our audience what you put in there? Well, basically, we use three different ingredients. First, it's herbs. As we know, we use a lot of ginsengs and hatsuo and Angelica Giga. Okay, khoan đợi thưa quý vị nha. You're speaking in Korean, right? Because I know là ginseng là đây là một là làm bằng ginseng là sâm. Làm bằng sâm và có H2O là Kỳ Duyên nghĩ là hà thủ ô. But what's the last one? Angelica Giga is also herbs. Okay. I don't know what other name Một we một loại have. dược thảo nữa, nhưng mà Kỳ Duyên sorry quý vị, Kỳ Duyên không biết tiếng Việt gọi là gì. Tell me, so besides ginseng, hà thủ ô and the other stuff, what else is new in the formula? We also use grains. Okay. In grains, many different kind of grains. We use white rice and black rice. Gạo trắng và gạo đen. Lúa And trắng, lúa beans đen. and black beans. Đậu, đậu đen. In black beans, there is two different kind, as far as I know. Big black beans and small black beans. Actually, we use both. Là đậu đen á, theo Kevin nói có hai thứ, một cái thứ loại đậu đen lớn và đậu đen nhỏ. Thì ở trong này là đều có hai cái, cả lớn và nhỏ. We also added red kidney beans Ok, là cái đậu, đậu đỏ nữa. and mung beans, which is it's green small beans. Đậu đậu xanh mà đậu xanh nhỏ. Trời quý vị, I hear this and it makes me hungry. I feel like I have some dessert. Nghe, nghe cái này thôi, Kỳ Duyên đang nói với Kevin là thấy như là muốn ăn một tô chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu đen lẫn lộn. Also sesame, right? Correct. We use sesame seed. Và có mè nữa. Thưa quý vị, nghe tất cả những cái chất mà nó đi vào trong cái shampoo này thì mình biết là tại sao nó tốt. Vì như Kỳ Duyên được hiểu, I was explained to them that your hair fall out because you have all these chemicals in the shampoo, right? And that's why it weakens the hair shaft. Right. And thì quý vị thấy đó, những cái sản phẩm khác mà quý vị dùng, những cái xà bông gội đầu khác mà mình dễ bị rụng tóc là tại vì nó có quá nhiều những cái chất chemical. Nhưng mà trong cái lọ shampoo này, quý vị thấy hoàn toàn, gần như nó hoàn toàn bằng dược thảo. Và nếu mà có đó, thì nó có chỉ có một tí xà bông. I said that we only have a little bit of soap, because you need to have that soap to wash your hair, but it's no chemical, right? We use soap, it's from plant. Ok, thì anh nói ngay cả cái chất xà bông ở đây cũng gặt hái được từ bằng bằng dược thảo và bằng những cái cây cây cỏ. Thành ra nó rất là nhẹ và nó sạch. Thì cái tóc mình, cái chân tóc mình càng ngày nó càng khỏe và nó có thêm ginseng. Ginseng là sâm thì nó sẽ nuôi cho cái tóc càng ngày càng khỏe và vì vậy quý vị sẽ bớt rụng tóc. Because besides shampoo, we put a lot like hairspray, chemical mousse, everything in your hair. So all that is very bad for your hair, right? Yes, basically, it's not really healthy. Right. So when we use a shampoo, how does it reverse all that process? First, it cleans up your scalp, Okay. including hair. Anh nói trước hết là nó làm cho cái da đầu mình nó sạch lại. And then? Second, it produces a lot of nutritions and gives a lot of nutritions to your scalp. Oh, yes. Và cái thứ nhì là bây giờ nó nuôi lại, nó cho những cái chất bổ vào trong trong tóc của mình. Thì quý vị thấy như nãy giờ Kevin đã nói những cái chất mà nó rất là tốt. Mình ăn mình đã thấy tốt rồi. Huống chi là bây giờ mình dùng những cái chất đó và mình nuôi cái tóc.
And you were explaining if you sometimes you see the little particles on the bottom of the shampoo? Yes, that's because we use all natural ingredients and that actually goes down. Quý vị, anh đang nói là nhiều khi tại vì cái chai này nó trong quá, quý vị dùng một hồi đó có thể quý vị thấy ở dưới này nó có những cái lấm tấm, những cái hạt lấm tấm đó. Đó là tại vì tất cả những cái mà anh Kevin dùng trong cái shampoo này là những cái chất natural. Nhiều khi cái lấm tấm đó là của những cái chất gạo, chất lúa, chất mè mà nó xay ở trong đó và nó còn đọng xuống và nhiều khi nó rớt xuống. Đó chứng tỏ là nó hoàn toàn tốt chứ không phải là cái shampoo nó bị hư đâu quý vị. And what about your conditioner? How do we use the conditioner now? The leave-in conditioner. Leave-in conditioner, you don't need to rinse out. Okay. You could leave it on. That's why we call it leave-in conditioner, leave-in treatment. Oh. Okay. The treatment not only treats your hair, also treats your scalp. We also use a lot of herbs and grains. Oh. Cái leave-in conditioner này đó là nó khác những cái gọi là conditioner thường. Có nghĩa là quý vị gội đầu xong, quý vị dùng khăn và lau khô tóc xong rồi quý vị dùng cái này và để nó lên tóc là không có xả lại. Là quý vị bắt đầu xài bằng cách xoa và chà nó vào cái da đầu. You put on the scalp first, right? Right. Rồi từ cái đó quý vị mới vuốt ra ở ngoài cái tóc and then you from the scalp you take it and you brush it out to the shaft of your hair. Correct. Yes. Okay. Và and why is this leave-in better than just rinsing off the conditioner? Regular conditioner has a lot of glycerins and silicones to make your hair smoother. Right. But we also have to treat the scalp, so we don't use a lot of glycerins or we actually don't use any silicones. Oh, thường thường quý vị mà dùng những cái conditioner khác mà quý vị thấy tại sao cái tóc nó bóng mà nó mềm quá đó. Là họ có dùng nhiều những cái chất chemical mà trong đó có cái chất gọi là silicone. Thì Duyên nghe được silicone là cái Duyên nhớ. Thì nó mới làm cho cái tóc nó mượt. Nhưng mà cái leave-in conditioner này anh không có dùng những cái chất đó. Thành ra thứ nhất là nó làm cho cái da đầu của quý vị khỏe lại. Và nó làm cho cái tóc khỏe lại. And the price is how much still for a set? Same price or with the new formula and you're going to have like a more expensive? Well, I'd like to charge more. But we're going to keep it the same price. So 31 for a whole set, right? Yes. Okay. Thì Duyên đang hỏi anh là với cái chai mới và với tất cả những cái chất mới và chất bổ thì có mắc không? Thì anh nói là anh muốn lên giá nhưng mà Duyên nói không. Đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta là không bao giờ lên giá. Hai chai thưa quý vị, hai chai là 31 đồng chứ không phải là một chai đâu quý vị. Vừa shampoo vừa conditioner là 31 đồng with the new formula. And It looks very nice. It looks a lot lighter than the old shampoo, yes. Right? Và thưa quý vị, một lần nữa nếu quý vị chưa thử dùng thì xin quý vị hãy dùng thử Earth Girl shampoo và sau đây Kỳ Duyên xin gọi một vị khán giả đã dùng thử và để cho anh nói cho quý vị biết cái experience của anh là sau khi anh dùng anh thấy làm sao. And Kevin, last but not least, what else if you have to summarize about this new formula, what is it that makes it so much better than the old formula? We added more grains. Okay. The reason we added more grains is to obtain more proteins, especially from beans. Oh. Proteins is natural moisturizing factor. Mm. It not only give a lot of nutrition to scalp, it also moisturizing your scalp and hair. Oh, anh nói là trong cái formula mới này, anh cho rất nhiều những chất lúa, chất gạo và beans là đậu. Vì tất cả những cái chất này nó có rất nhiều protein và có cái protein thì nó có những cái chất dinh dưỡng cho tóc của mình và cho da đầu của mình. Và thưa quý vị, bây giờ thì ở trên đường dây Kỳ Duyên có một vị khách hàng đã dùng qua Earth Grove và hôm nay anh gọi đến đây để chia sẻ. Kỳ Duyên xin chào anh Tuấn gọi từ Dallas. Dạ. Chào chị Duyên ạ. Dạ vâng. Thứ nhất là cảm ơn anh Tuấn đã gọi vào trong chương trình. Thì anh Tuấn có thể nói cho Duyên biết là anh Tuấn đã dùng cái Herbal Shampoo này bao lâu rồi không? Dạ, mình dùng cái Herbal Shampoo này, cái set này là khoảng chừng 8 tháng. 8 tháng. Mà mình rất là thích nó. Dạ vâng. Anh có thể nói cho Duyên biết là anh thấy anh dùng và tại sao mà anh thích cái Herbal này anh? Dạ, tại vì mình hay có cái tật mà gãi đầu á, mình biết là trục rất là nhiều tóc.
Và mình xài nhiều sản phẩm khác trước giờ nó không có rất nhiều. Nhưng mà khi mà mình mua cái hộp Procept này là cái shampoo với lại cái leave-in treatment đó. Thì cái ngay hôm đầu tiên mình dùng cái Pro shampoo á, là mình cảm thấy ngay tức khắc là tóc mình không có rụng nữa. Không rụng nhiều như lúc trước. Ví dụ lúc trước là rụng chừng 20 cộng, 30 cộng, bây giờ rụng có 1-2 cộng thôi. Có nghĩa là big improvement ngay đêm đầu tiên. Và đêm thứ hai, đêm thứ ba là hết cái tuần đầu tiên là không còn rụng nữa. Đã 100%. Cũng rất ngạc nhiên. Anh Tuấn, hiện giờ đây là có Kevin là người mà sáng chế ra cái shampoo này đây, để dung dịch thật là nhanh cho Kevin nghe. This is the one, the person who just used the shampoo. Yes. And he said that even the first time he used it, which is the same experience as mine, remember I told you? Yes. Overnight, he said, before he used to have like about 20 hair falling out, the first time he used it, the next day only one or two, and after a week, is no more hair falling out. Anh Tuấn biết không, lần đầu tiên Duyên dùng cái shampoo này, Duyên cũng đi qua cái experience tương tự như anh Tuấn nói, mà sáng hôm sau Duyên đã hỏi Kevin là có thể nào mà trong một đêm mà nó ngừng dùng như vậy không? Duyên còn không ngờ là nó work nhanh như vậy. Yes, it's incredible. Nhưng mà anh Tuấn ơi, chắc là anh Tuấn mà ngồi phải đếm từng cọng tóc một như vậy là phải quý từng cọng lắm phải không? thật sự cái thật cho mình là rụng tóc mình đếm bao nhiêu cọng đó, thật sự vậy luôn đó. Nhưng mà sau khi rồi 8 tháng dùng rồi, anh có thấy tóc nó mọc lại thêm được tí nào không, hay là nó chỉ bớt rụng thôi? Nó mọc thêm và mọc chậm. Cái kinh nghiệm của Tuấn, của mình dùng qua đó, là sau khi mình bước ra ngoài thấy tóc khô rồi, mình bỏ cái leave-in treatment vô á, là thường thường mình phải dùng cái ngón tay mình vuốt những chân lông của tóc đó. Thì tóc mọc từ khoảng chừng 1 tháng tới 1.5 tháng. Cũng tùy người, như là mình dùng 1.5 tháng, nhưng mà vợ mình dùng á thì lại là 3 tháng. Thì nó mọc những cái baby hair ra từ từ thì cũng thấy có. Mà mình thích lắm, mình thích đến nỗi bây giờ thực sự phải nói là ngày tắm 2 lần luôn đó. Tắm thì xài về cái shampoo. He said he's gonna shower twice, but he said the one thing interesting, he said that before his scalp itches a lot, and so that's why every time he scratches it, the hair falls out. But what is this shampoo would stop itching? Is it a dandruff shampoo? Can it stop dandruff? Duyên đang hỏi, thưa quý vị, Duyên đang hỏi anh, tại vì anh Tuấn nói là hồi đó anh bị ngứa đầu, nhưng mà anh dùng thì anh thấy hết ngứa đầu. Vậy Duyên hỏi Kevin là cái shampoo này nó có làm ví dụ bị ngứa đầu hay là bị gầu, nó có trị được không? It helps for dandruff. It's not actually made for dandruff shampoo, okay. But it does have ingredients for dandruff and anti-allergy ingredients. So it actually helps. And anh nói là tuy là cái shampoo này không phải làm chính để cho trị gầu, nhưng mà vì ở trong này nó cũng có những cái chất mà what do you say, anti-allergy. Anti-allergy là trị những cái bệnh dị ứng ở trên đầu, thành ra nó cũng làm cho da đầu mình bớt ngứa. Wow, anh Tuấn rất là cảm ơn anh đã gọi vào để chia sẻ. Và Kỳ Duyên hy vọng rằng là anh sẽ tiếp tục dùng Earth Glow kỳ này. Chúng tôi có một cái formula mới nữa anh Tuấn ơi. Có nghĩa là có thêm rất nhiều những chất protein ở trong cái formula này. Và cái nước thì thấy nó màu vàng, nó nhạt và nó trong hơn. Thì hy vọng là anh Tuấn sẽ dùng thử cái formula mới và sẽ gọi lại cho tụi này biết là nó hiệu quả làm sao. Dạ vâng, mình là một người khách rất là trung thành. Dạ. Cả gia đình bây giờ cũng là đang dùng cái sản phẩm này. Dạ vâng. Dạ, thank you anh nhiều nha. Thank you, dạ, xin chào anh. Dạ. Wow, quý vị nghe mà thấy sợ. He said he's gonna shower twice today just to use the shampoo. That's good. That's good, huh? Vâng, thì đó là một lời chia sẻ của một vị khán giả đã gọi vào. Kỳ Duyên hy vọng nếu quý vị chưa thử, quý vị hãy dùng thử một lần với cái giá là chỉ có 31 đồng cho 2 chai. Again, thank you, Kevin, for coming in. Thank you very much. Thank you for bringing me beautiful, healthy hair. Always nice to be here. Yes, thank you.